Mời toàn thể các bác và anh em đam mê đi bẫy chim tham khảo một trong những dòng loa hiện đại nhất hiện nay, và đặc biệt thì những cái tính năng tiện ích rất là phù hợp với toàn thể các bác. Đấy, với dòng loa ngày hôm nay sẽ được lên video và giới thiệu đến toàn thể các bác, đó là dòng loa AT108 gian dòng có Bluetooth. Dòng này thì đã các bác nhìn hộp đã nói lên ngay rồi, đây là một trong những dòng loa cao cấp khi mà có hỗ trợ cả Bluetooth như thế này. Và còn rất là nhiều những tính năng mới ở cái dòng loa AT108 này để em nói hết được cho toàn thể các bác trong video này. Thì hãy cùng em đón xem hết video nhé. Với cái dòng loa AT108 thì cái điểm đầu tiên muốn nhắc tới, nó là một trong những dòng loa thể hiện cái khung của nó là khung cao cấp và có kim nhôm, vừa chắc chắn và vừa đầm tay, và đặc biệt là có độ bền cao, bảo vệ cái thân loa bên trong rất là tốt. Thứ hai thì đây là một trong những cái dòng loa cũng đầy đủ những tính năng cơ bản của một cái dòng loa bẫy chim, ví dụ như là một dòng loa có thể chạy được Bluetooth này đấy, hoặc là có thể sử dụng được USB này, chạy thẻ nhớ này, hoặc là các bác có thể sử dụng bass âm check này. Đặc biệt của cái dòng loa này, với cái thiết kế tất cả những cái bàn phím nó đều lồi lên như thế này, rất là bắt mắt, và em cảm thấy nó có một cái sự đổi mới sang trọng ở đây với cái dòng loa AT109. Và nó có cả chạy cả cổng AUX là cổng hình MP4 nhé toàn thể các bác nhé. Và hiện nay thì dòng loa này các bác hãy quan sát cùng em này, bật nguồn lên. Khi bật nguồn lên thì các bác nhìn thấy có hai màn hình đang được nhấp nháy ở đây. Đây là cái màn hình chính để biểu thị đang ở những cái chức năng gì. Em sẽ bóc cái này ra, nhìn cho nó rõ này. Cái màn hình thứ hai ở đây đó là cái màn hình biểu thị cái phần trăm pin khi mà sử dụng được bao nhiêu phần trăm rồi. Đây là cái điểm đặc biệt nổi bật đầu tiên của cái dòng loa AT108 này, khi nó sở hữu hai màn hình như toàn thể các bác nhé. Hai màn hình và còn một cái chức năng nữa rất là đặc biệt các bác ạ. Ngoài cái chức năng đó là sở hữu hai màn hình như thế này. Đấy, màn hình đầu tiên là màn hình to, là các bác có thể thấy được là nó đang ở chế độ gì. Ví dụ giờ đang chế độ chạy chờ thẻ nhớ nhé. Đấy, các bác muốn chuyển sang chế độ khác thì các bác ấn vào chữ mode này. Đấy, nó sẽ sang chức năng Bluetooth. Đấy, tiếp đến nào, ấn tiếp thì nó sẽ sang chức năng gì đây? Nó sẽ trở lại chức năng chờ chạy thẻ nhớ các bác nhé. Hai cái tính năng mà quan trọng nhất các bác hay thường xuyên sử dụng, đó là chức năng bắt Bluetooth và chạy thẻ nhớ. Nó để phục vụ toàn thể các bác rất là hiệu quả. Đấy, và ngoài ra thì dòng này nó cũng có khả năng đó là ngắt pin tự động khi mà các bác sạc đầy pin. Đấy, bắt điều khiển xa lên đến tận 250m và bắt Bluetooth được với khoảng cách khoảng 50m. Đấy, đặc biệt thì các bác nhìn này, có chỉnh bát chỉnh két ở đây rất đầy đủ, phím rất là to, vặn xoáy rất là trơn trượt và dễ dàng. Đặc biệt thì cái dòng loa này có cả khả năng chạy được cả cổng hình AUX ở đây nhé các bác nhé. Với cái khả năng tuyệt vời, ví dụ như là hai màn hình rồi, thì hiện nay nó thêm một cái chức năng cải biên nữa. Ngoài những cái chức năng cơ bản, đó là có thể lặp lại một bài ở trên thân của loa như thế này. Đây là một trong những cái chức năng cực kỳ đặc biệt và đổi mới với những dòng loa bẫy chim ban ngày. Bởi vì là đây là một cái dòng loa tiên phong đi trước, thêm một cái chức năng đó là có thể lặp lại một bài ngay trên thân của loa như thế này. Còn các dòng loa khác là hầu hết là các bác phải sử dụng điều khiển nó mới chạy và sử dụng được cái chức năng lặp lại một bài này, đúng không ạ? Thế còn riêng dòng loa AT109 này, hiện nay các bác ví dụ chẳng may có mất điều khiển này, chẳng may điều khiển các bác có bị liệt hoặc là các bác bị rơi thì cũng không lo nữa, bởi vì tất cả những tính năng các bác đều có thể điều khiển trực tiếp ở trên thân loa như này, đúng không ạ? Stop play hay là qua bài nick bài cho to nhỏ, và đặc biệt cái chức năng rất quan trọng đó là lặp lại một bài thì đã nằm ngay trên thân loa như thế này rồi. Và nói về dung lượng pin và cái công suất của dòng loa này, theo nhà sản xuất người ta đưa ra này, đấy, cái peak size thì peak size của nó là lên đến 3,5 inch, có nghĩa là cái kích thước của cái dòng loa này là sẽ là 3,5 inch. Đấy, thứ hai nữa là cái công suất phát ra của nó maximum, có khi mà các bác mở to tối đa của nó sẽ được 280W này. Cái dòng này thì sẽ sử dụng là 9V và 1A. Đặc biệt thì cái dung lượng pin của nó là 4000 mAh, nó tương đương với những cái dòng loa cao cấp ví dụ nhà AT100 rồi. Với cái dung lượng như này thì các bác và anh em có thể sử dụng khoảng 20 tiếng khi mà các bác và anh em bật liên tục nhé. Đấy là những tính năng em nghĩ là rất là cần thiết và phục vụ toàn thể các bác và anh em săn bẫy nó tiện ích nhất với cái dòng loa AT108 này. Và hiện nay thì đây là một cái dòng loa mới xuất hiện trên kênh và muốn gửi đến toàn thể các bác và anh em cái dòng loa tốt như thế này, với cái giá thành rất là ưu đãi thôi. Đấy, ở trên dưới 800 ngàn đồng một xíu các bác nhé. Mua thì hãy liên hệ trực tiếp cho em sẽ gửi đến toàn thể các bác cái mức giá tốt nhất, bao gồm có cả thẻ nhớ. Và xin kính chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở trong những video so sánh và báo giá cụ thể cho toàn thể các bác với tất cả những cái dòng loa mà bên cơ sở đang cung cấp.